Việt Trinh thú nhận hơn nửa đời người đã làm sai nhiều hơn đúng. Con xin cảm ơn ba mẹ đã cho con hình hài này. Con xin cảm ơn Phật trời cho con linh hồn này. Đi hơn nửa đời người con soi dọi thấy mình đã làm sai nhiều hơn, làm đúng mà đời vẫn thương con, ban cho con cuộc sống hôm nay. Cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi. Con xin hiến tạng sau khi con mất đi để người khác có thể bắt đầu lại sự sống. Con xin sám hối trước đại chúng. Con xin sám hối và xin lỗi với tất cả những người con đã làm cho họ buồn. Con xin cảm ơn cuộc đời. Con chỉ mong điều duy nhất là có được cuộc sống tĩnh lặng cho đến hết cuộc đời. Việt Trinh chia sẻ. Ở phần bình luận, nhiều khán giả thể hiện sự ngưỡng mộ và dành lời khen cho nghĩa cử cao đẹp của Việt Trinh. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết trước cô đã có nhiều người khác đăng ký hiến tạng, nên cô không mong nhận được lời khen, mà chỉ muốn ngày càng có thêm nhiều người đồng hành với cô về việc hiến tạng. Diễn viên Đức Tiến bình luận, chị là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho việc làm ý nghĩa này, quả thật vậy, cần lắm những gương mặt showbiz dám nói dám làm những điều cần thiết cho cuộc sống. Trước đó, nữ diễn viên, người đẹp Tây Đô đã hoàn tất thủ tục đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Giấy. Việc này không hề dễ dàng với Việt Trinh mà chị phải suy nghĩ trong suốt 2 năm. Phải đến khi chị xem được đoạn clip người vợ quyết định hiến tạng của chồng để cứu sống 5 người dân đang mắc bệnh, chị mới vững tin để đi đến quyết định hiến tạng sau khi qua đời. Nữ diễn viên cho rằng, trong cuộc sống ai cũng từng có những vấp váp, nhưng không thể quay trở lại quá khứ để sửa chữa được, nên điều quan trọng là hiện tại biết nhìn nhận và cố gắng làm những việc tốt. Đăng ký hiến tạng, chia sẻ một phần thân thể, giúp ích cho người khác kể cả khi không còn sống là một trong những điều chị cảm thấy có ích cho xã hội mà chị có thể làm trong hiện tại. Khi mất đi, tôi vẫn mang đến niềm vui cho người khác, cho gia đình của họ và giúp họ làm tiếp những việc có ích cho cuộc đời. Với con trai của tôi nếu bé không còn mẹ bên cạnh nhưng bé biết trái tim, phổi, gan của mẹ vẫn hoạt động trong cơ thể của người khác, bé sẽ rất hạnh phúc. Việt Trinh xúc động. Sau khi đăng ký hiến tạng, Việt Trinh khẳng định, cô sẽ không kết hôn mà sống một mình và nuôi con trai khôn lớn, tích cực làm từ thiện. Tôi đã nuôi con một mình được 9 năm và thấy rất ổn. Nuôi con một mình, có những cái rất tự do, thoải mái. Bây giờ mọi người cũng nhìn nhận vấn đề này thoáng hơn trước đây rồi nên tôi không bị áp lực nữa. Tất nhiên là nếu có đôi có cặp hạnh phúc thì không còn gì bằng. Nhưng nếu không được như vậy thì chẳng khác gì địa ngục. Gần đây có nhiều điều tác động đến tôi. Xem trên mạng thấy người ta đang yêu rồi sẵn sàng quay lưng lại với nhau. Người này hại người kia, cuộc đời này là bể khổ, nếu cứ ngụp lặn trong những chuyện như vậy mình sẽ bị phiền não. Bây giờ tôi chỉ cần có tình yêu thương của mọi người, con trai, bạn bè, người hâm mộ, tự bản thân thấy đủ nên tôi không muốn ngụp lặn trong tình yêu. Tôi chỉ muốn có người bạn tri kỷ, yêu thương nhau. Đó là mong muốn và tôi cũng hy vọng mình không phải có tình cảm với đàn ông nữa, Việt Trinh tâm sự. Trước đó, khi chia sẻ trên truyền hình, nữ diễn viên cũng thừa nhận, trong chuyện ly hôn cách đây 9 năm có một phần lỗi của chị khi quá mải mê công việc, nên lơ là chuyện gia đình, không chăm sóc con cái được nhiều. Không chỉ vậy, thời gian chị chăm sóc cho chồng cũng không nhiều. Người đẹp còn chia sẻ thêm, cuộc sống của cô trước kia tuy giàu có và nổi tiếng hơn bây giờ rất nhiều, nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy không vui. Thời gian ấy nữ diễn viên ngủ không yên giấc, lúc nào cũng phải nghĩ đến chuyện kiếm thật nhiều tiền, để có cuộc sống đầy đủ hơn những người khác. Hà Tùng Long, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.